Vâng, xin chào anh em lại quay lại với kênh tin tức nhá. Tin tức ngày hôm nay trên kênh Southstar, Kay Trần lột áo khép body sóng múi trên sân khấu, dân mạng liền gọi tên Jay Park. Sau khi rời khỏi công ty Sơn Tùng MTP, Kay Trần đã dần lấy lại phong độ làm nghề và chăm chỉ đi hát hơn xưa. Và mới đây cộng đồng mạng đã chia sẻ màn trình diễn của Kay Trần tại một sân khấu ca nhạc. Có thể thấy thì sau khi rời khỏi công ty Sơn Tùng MTP Meditation, Kay Trần đã dần lấy lại phong độ làm nghề chăm chỉ đi hát hơn xưa. Và đáng chú ý ở đây thì bên cạnh những ca khúc mà nam ca sĩ mang đến chương trình thì một khoảnh khắc ngắn của Kay Trần trên sân khấu đã khiến khán giả bên dưới không ngừng bấn loạn và la hét không ngừng. Cụ thể thì đoạn clip này đã ghi lại khoảnh khắc Kay Trần cởi áo ngay trên sân khấu của mình để lộ body sóng múi cực manly mà bao nhiêu cô gái phải nhíu nước miếng. Với chiều cao ấn tượng cũng như là ngoại hình bắt mắt với gương mặt góc cạnh, thần thái cực ngầu và thân hình chuẩn sóng múi thì cũng vì thế mà nam ca sĩ dường như đã khá thoải mái cởi áo, khoe thân hình vạm vỡ khi biểu diễn trước công chúng. Tuy nhiên thì chính bởi vẻ ngoài lẫn phong cách biểu diễn này mà Kay Trần bất ngờ nhận về nhiều nhận xét Jay Park phiên bản Việt Nam. Và được biết đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Kay Trần nhận về nhiều ý kiến so với so sánh giữa Jay Park. Thì trước khi gia nhập vào công ty giải trí Sơn Tùng MTP Entertainment, từng có khoảng thời gian Kay Trần làm dậy sóng cộng đồng mạng khi những đoạn clip ghi lại màn cởi áo khoe body sóng múi trong lúc biểu diễn liên tục được lan truyền và cái tên Jay Park cũng thường xuyên bị nhắc tới. Trả lời với sự so sánh này thì Kay Trần từng cho biết: "Ở Việt Nam, tôi nghĩ mọi người đều rất không thích một người không giống với thần tượng của mình. Tôi có xem nhiều video của Jay Park và thấy anh ấy rất tài năng nên không bao giờ tôi so sánh với Jay Park cả được. Tôi cứ là mình và cố gắng thôi, ai muốn nói gì thì nói, mỗi người một nhân cách, một cuộc sống và thể loại âm nhạc khác nhau mà. Tôi cũng không nghĩ mình hướng tới hình tượng của Jay Park đâu, phong cách hip hop đôi khi nó có nhiều điểm chung với nhau chứ không phải tôi cố tình bắt chước anh ấy đâu. Bản thân tôi cũng không thích điều đó mà." Và đó là cái thông tin ngày 25 tháng 12 và anh em đừng quên theo dõi kênh tin tức 24 giờ để theo dõi những thông tin về chính trị và showbiz và những cái thông tin mới nhất của trong ngày. Anh em nhớ đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt.